Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nền nhiệt cao hơn năm 2023. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng đặc biệt cần theo dõi thông tin về dự báo cảnh báo nguy cơ nắng nóng nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy thông tin báo cáo ngay khi có cháy rừng về cục kiểm lâm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ chính xác kịp thời để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết